bạn, hôm nay mình sẽ đến là cá mập trắng đó cho các bạn nghe nha. Là kẻ săn mồi rất đáng sợ nhất hành tinh. Cá mập trắng sở hữu các giác quan siêu việt với các hàm răng sắc nhọn có thể cưa đứt con mồi. Cái mình đọc cái này các bạn nghe rất là sợ luôn đúng không? Các bạn nhìn con cá mập trong sách nó hiền vậy thôi, lúc mà lần sau nó thấy người ta nó cắn lại rất là nguy hiểm, cho nên các bạn tuyệt đối không được để tay xuống hồ cá mập, tuyệt đối không được để chân và tuyệt đối không được ngồi luôn để tránh bị con cá mập cắn. Hơn 300 loài số răng của cá mập do răng được thay thế liên tục. Cá mập trắng có đến 30.000 chiếc răng trong suốt cuộc đời. Lần đầu tiên mình thấy một con cá mập mà nó nhiều răng như thế luôn á các bạn ơi. Đầu tiên là mình sẽ đọc cái thị lực. Thị lực có nghĩa là cái con mắt của mình, người ta gọi là thị lực nha các bạn. Thị lực, mắt. Mắt cá to, những bộ phản xạ bên như mắt mèo làm tăng độ nhạy cảm, giúp thích nghi với nguồn ánh sáng yếu ở đại dương tối tăm. Lỗ mũi ngay sau khi phía mõm, mõm. Lỗ mũi siêu nhạy nhờ cá mập đánh hơi ra mùi, dù chỉ là 10 tỷ giọt nước. Mình sẽ cho coi cái con mắt và cái lỗ mũi các bạn nha. Thị lực và lỗ mũi. Đây, các bạn thấy chưa? Và tiếp theo là mình sẽ đọc cung mang. Là mấy cái cung năm cung mang ở bên nâng đỡ và bảo vệ các mang cá, bộ phận tối quan để hấp thụ oxy từ nước, thải ra các carbonic. Đây, năm cái cung mang, cái cung mang này, các cung mang này các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Đó. Cái này nè các bạn. Các bạn thấy chưa? Tiếp theo là mình sẽ đọc cái vảy lưng, cái mà con cá mập nó hay bị vẫy nha các bạn. Vảy lưng dài giúp cá mập lên xuống tiếp tục bơi, nó được phủ một lớp da bên ngoài và bộ xương cứng cáp. Đây để mình cho các bạn coi từng bộ phận để bạn biết thế nào là con cá mập nha. Đó các bạn thấy chưa? Rồi đã coi xong rồi, bây giờ mình sẽ cái xương. Là động vật có xương mới sống được nha các bạn. Xương sống, cột sống của cá mập là một cột ống dài và linh hoạt, gồm các đời sống bởi sụn các xương còn lại cũng như vậy. Đây để mình quay cho các bạn coi. Đây xương sống đây. Các bạn thấy chưa? Đường chỉ màu đen chỉ vào nha. Tiếp theo mình sẽ đọc cái gan. Gan chiếm đến 1/4 của cơ thể cá mập, chứa rất nhiều dầu do nhẹ hơn nước. Cá mập có thể nổi trong nước mà không bị chìm. Đây để mình cho các bạn coi cái gan. Cái gan nó màu đỏ đỏ nha các bạn. Đây nè, nghe tay mình chỉ á. Các bạn thấy chưa? Tiếp theo là mình sẽ đập vào một cái đường bên. Là mấy cái đường bên mình không hiểu cho nên mình đọc cho các bạn nghe rồi mình quay cho các bạn coi nha. Đường bên, một vạch gồm các cơ quan thụ cảm kéo dài từ các đến đuôi, thu thập thông tin và các dao động và biến đổi trong áp lực. Nhờ đó các mập có thể nhận xét được biết vật thể có gần chuyển động trong nước. Đây để mình quay cho các bạn coi cho nên như bạn cũng biết cái mập rồi. Đây thấy chưa? Đường chỉ màu đen nha. Đường chỉ màu đen chỉ xuống. Đây các bạn. Đường chỉ màu đen chỉ xuống nha. Tiếp theo là cái bộ xương. Giống như bộ xương của loài cá mập khác, cá đuối, xương cá mập trắng cấu tạo sụn cứng dẻo dai, sụn dễ hơn, giúp cá di chuyển nhanh hơn trong nước. Đây để mình quay cho các bạn coi nha. Bộ xương. Ta-da, các bạn thấy chưa? Tiếp theo là mình sẽ đập cái vảy đuôi để cho cá nó vảy giống như cái lưỡi liềm, có thể gắn bó với mảnh và linh hoạt giống cá ngừ hơn là cá mập. Nó giúp cho cá bơi tiến lên trong nước nha.
cái vảy bụng là cái bụng màu trắng trắng của nó như vậy. Cơ đuôi, đuôi cử động hoặc cơ giúp dẻo dai bền bỉ, giúp màu cá trắng di chuyển ổn định, và cơ màu trắng mạnh mẽ hỗ trợ những đòn tấn công chớp choáng. Kênh ruột, ruột cá tiên ngắn nhưng thức ăn hấp thụ phải theo đường rắn ốc cho quá trình tiêu hóa chậm lại. Ngực, vây ngực giúp cá giữ thăng bằng, bơi và hoạt động cánh khi cá mập phía trước do chúng không bị chìm. Tim, tim cá mập nặng hơn tim của những loài cá mập khác, nó có săn chắc, nhờ đó bơm máu có thể tốt hơn. Răng cưa, đây để mình cho các bạn coi răng cưa. Răng cưa giống như cái răng này, giống như trời ơi, ghê lắm các bạn ơi, nó chỉ cần cắn cái gì mình thôi là mình đau, mình la hét lên luôn rồi. Đây cái răng này các bạn ơi, đó các bạn thấy chưa, cái răng nè, ghê chưa. Mình sẽ đọc cái vảy mà có những giống như da, da cá được gắn tới hàng triệu chiếc vảy nhỏ cánh nhọn trắng, một lớp men giống như trên răng người. Vảy không chỉ tấm áo dinh linh hoạt mà còn giúp cá bơi tốt hơn những chiếc vảy xếp chồng lên nhau chệch hướng dòng nước chảy qua. Da cá mập làm giảm sức cần khi bơi. Tiếp theo là bộ hàm chớp chớp. Xương hàm trên cá mập được gắn với lõng. Khi cá mập há miệng ra cắn, hàm nhô mõm cong lên. Khi hàm khép lại, cá mập giật mạnh đầu, hai bên răng nghiêng qua con mồi như một chiếc răng cưa xé thịt ra, rất là ghê luôn các bạn ơi. Đây để mình cho các bạn coi nhé. Trời ơi, không ngờ là cái mình sẽ cho các bạn coi những gì mình đã đập đó, các bạn thấy chưa. Các bạn thấy chưa, mình đã kết thúc video clip tại đây. Mình xin nhắc lại lần cuối, nếu như bạn nào đi chơi, đi tham quan sở thú thì tuyệt đối không được ngồi xuống và không để chân, để tay xuống luôn. Lỡ cá mập cắn thì lúc đó người lớn sẽ không biết gì. Cái răng cá mập rất là cưa nha các bạn, nó cắn là đau lắm. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và tạm biệt các bạn. À quên, các bạn nhớ đăng ký cho mình một like để mình có động lực làm thêm một clip mới nha. Xin chào.